Xin chào cả nhà. Và hôm nay chào mừng cả nhà đã đến với kênh channel Toan Tờ. Và hôm nay mình có mua được một cái ống nhòm du lịch. Ống nhòm này nhỏ và gọn ha. Mình có thể đem theo đi du lịch bất cứ nơi nào ha. Ở đây là tỷ lệ là 10 x 26 ha. Và ta sẽ review cái hộp nó coi. Ở đây là đề chữ này là tạm dịch là ống nhòm chất lượng cao ha. Và ở đây ta có thông số kỹ thuật ở đây. Đây là đường kính của nó 26 và chất lượng ảnh ha. Chất lượng của ống kính hay là cái số là lens. Đây ta có thêm túi đeo và chống nước ha. Đây là mỏng 3 lớp ha. Và ta sẽ review bên trong. Bao da và một ống trượt kính ha. Chúng ta coi cái ống cái giấy hướng dẫn nó như thế nào ha. Rồi. Đây là ống nhòm chất lượng cao ha. Đây bước số 1 và bước số 2 ta sẽ đeo dây đó. Có thêm một cọng dây nữa các bạn, cọng dây để móc vào cái này. Đầu tiên là có cái ống nhòm này ha. Đây mình có thể chỉnh ha. Chỉnh để cho nó đều là ở đây nữa. Ta có thể gập lại nữa. Vâng. Ta có thể gập lại, nhỏ gọn ha. Và bây giờ mình sẽ đeo dây cho nó nha các bạn. Vâng, khi mà mình đeo vào cái máy ống nhòm này thì rất là đẹp. Để cho các bạn tiện nhỏ gọn để mà đi du lịch ha. Các bạn có thể đi vào gần hay là đi sở thú hay là đi chơi cứ đâu xa. Là có thể ngắm bắn hoa hoa ha. Ok, cái này nhỏ gọn thôi, không có to. Và rất là vừa vặn ha. Rất là đẹp ha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn thích hãy subscribe cho mình và like và share ha. Vâng, cảm ơn. Bye bye. Xin chào các bạn.